Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món kho quẹt chấm rau củ. Chỉ với một vài bước đơn giản là các bạn đã có được nồi kho quẹt thơm ngon hấp dẫn như thế này để cùng với gia đình thưởng thức. Các bạn có thể thấy nồi kho quẹt thơm lừng, có độ sánh vừa phải, vị cay mặn ngọt hài hòa. Nguyên liệu để làm món kho quẹt này thì gồm có 300g thịt 3 chỉ. Các bạn nên chọn loại thịt nhiều mỡ một chút thì món kho quẹt của chúng ta mới ngon. Nếu không dùng thịt 3 chỉ thì các bạn có thể thay thế bằng mỡ heo đều được. 50g tôm khô, 200g nước mắm. Mình sử dụng nước mắm Chinsu. Loại nước mắm các bạn sử dụng mà các bạn tăng giảm tùy sở thích. 50g đường, 50g nước, 30g hành tím, 30g tỏi băm, tiêu, hành lá. Các bạn chuẩn bị thêm các loại rau củ ăn kèm. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên tôm thì các bạn ngâm với nước ấm cho tôm nở ra. Thịt heo mua về thì các bạn làm sạch với muối và giấm để cho ráo nước. Giờ mình sẽ thái thịt ra thành các miếng nhỏ. Các bạn có thể thái hạt lựu hoặc thái con chì tùy thích. Thịt hôm nay mình sử dụng là cũng vẫn còn hơi nạc đấy các bạn. Các bạn chọn loại nhiều mỡ một chút thì mình làm sẽ ngon hơn. Mình sẽ sắp thịt thành các miếng như thế này đấy các bạn. Hành tỏi các bạn đập dập băm nhỏ. Hành lá thì mình sẽ chỉ sử dụng phần đầu hành thôi các bạn. Mình cắt phần đầu hành này. Ớt thì các bạn sử dụng tùy thích, tùy vào các bạn ăn cay được nhiều hay ít mà các bạn sử dụng. Ở đây mình sẽ để nguyên trái ớt mà mình không thái ra. Giờ mình sẽ mang thịt đi rang vàng. Đun nóng chảo, mình cho thịt vào, áp cho thịt ra mỡ. Giống như là mình áp tóc mỡ ấy. Nó ra hết mỡ thì cái miếng thịt tự ăn nó sẽ giòn sốt. Thịt của mình đã có màu vàng rất là đẹp rồi. Mình tắt bếp và mình vớt thịt ra. Còn phần mỡ mình vẫn để nguyên trong chảo nhé. Phần mỡ mình để nguyên. Mình cho hành tỏi băm nhỏ và heo thơm. Hành tỏi thơm rồi, mình cho nước mắm vào cùng. Mình sử dụng là 200ml nước mắm Chinsu nha các bạn. Mình cho vào cùng 50g đường, 50ml nước lọc. Mình đun cho đường tan ra và đun cho hỗn hợp nước đường mắm này sệt lại. Tôm thì mình ngâm khoảng chừng 10-15 phút là được. Giờ mình sẽ chắp bỏ nước đi, rửa tôm thật sạch.
hơn khoảng 5 phút hỗn hợp nước mắm của mình đã bắt đầu sệt lại rồi. Mình sẽ cho hết phần nước mắm vào trong một cái tô này. Đun cho phần nước mắm đường sôi trở lại thì mình sẽ cho tôm khô vào cùng. Nếu bạn nào mà thích phần thịt, phần tóc mỡ khi ăn mềm thì các bạn sẽ cho vào cùng với lúc này. Mình muốn ăn phần tóc mỡ hơi giòn một chút nên mình sẽ cho vào sau. Cho ớt vào luôn nha các bạn. Đun sôi chừng 10 phút phần nước mắm sệt lại thì mình sẽ cho phần thịt vào cùng. Và mình tiếp tục đun thêm khoảng 5 phút nữa. Đun thêm khoảng 5 phút thì phần kho quẹt của mình nó đã sệt hơn này. Các bạn nên sử dụng tiêu đập dập thì sẽ ngon hơn. Món kho quẹt của mình như thế này là đã hoàn thành rồi. Giờ mình hát gấp chút đầu hành lá lên trên. Mình tắt bếp và chuẩn bị phần rau củ luộc nhé. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món kho quẹt rồi. Trông rất là hấp dẫn các bạn ạ. Giờ mình sẽ ăn thử nhé. Phần nước chấm thì mặn ngọt vừa ăn. Mình sẽ ăn thử phần tôm và thịt nhé. Chan thêm một chút nước. Wow, ngon tuyệt vời các bạn ạ. Khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận thấy độ dai giòn của thịt, phần tôm chắc và thơm, nước chấm đậm đà. Còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy làm ngay một tô kho quẹt để cùng với gia đình thưởng thức thôi. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món kho quẹt này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.